quý vị, Minh Xuân và Sam ngày hôm nay rất là vui khi được chào mừng tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Đối thủ bí ẩn. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào 20:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Vinhouse thực hiện. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau gặp gỡ những vị khách mời đặc biệt của chương trình. Ghê vậy? Ghê vậy? Ngày hôm nay là ba chúng ta đến đây sẽ là một đội để thi đấu cùng với những đối thủ của chương trình Đối thủ bí ẩn. Ai? Sợ quá. Chưa, đối thủ ở trong năm cái ô số đằng kia. Nhưng vấn đề của chúng ta là bây giờ đặt một cái tên đội gì đó cho mình. Dạ, đội chúng em có tên là Tuổi Hồng Thơ Ngây. Tuổi Hồng Thơ Ngây dưới mái trường. Vô trường luôn, vô trường luôn, vô trường luôn, vô trường luôn. Năm ô số này sẽ là năm nhân vật mà các bạn không biết đâu. Chúng tôi còn không biết mà. Và chúng ta sẽ có những cái trò chơi nữa dành cho cả ba vị khách mời đặc biệt của chương trình cùng nhau khám phá nhé. Và bây giờ sẽ là luật chơi của chương trình. Chúng ta sẽ gồm có 5 thử thách tương ứng với lại 5 đối thủ đang đứng ở đằng sau 5 ô số đây. Mỗi thử thách thì mỗi người chơi sẽ đứng ra và lựa chọn một đối thủ thi đối kháng với mình. Nếu như các bạn giành chiến thắng ở thử thách đó thì các bạn sẽ mang về phong bì mà đối thủ đang giữ. Nhưng nếu như các bạn thất bại thì sao? Số tiền đó sẽ thuộc về đối thủ và họ mang ra về luôn. Có những cái lần rất là tiếc vì khách mời tới đây họ chưa may mắn chiến thắng mà đối thủ của chúng tôi cầm cái phong bì cao nhất lên tới 10 triệu đồng. Wow. Wow. Nếu các bạn thắng các bạn có 10 triệu nha, một lượt chơi. Nếu các bạn may mắn mà chiến thắng 3 trên 5 thử thách thì các bạn sẽ giành luôn tấm vé vào vòng đặc biệt của chúng tôi. Wow. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, có vẻ là ba khách mời của chúng ta cũng rất nóng lòng đúng không nào? Đúng. Chúng ta sẽ đến với vòng đối đầu. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với đối thủ bí ẩn. Và đây sẽ là vòng đối đầu cùng với thử thách đầu tiên của chúng ta. Nhưng trước hết thì đội Tuổi Hồng Thơ Ngây hãy lựa chọn thành viên nào sẽ là người tham gia thử thách đầu tiên. Ủa gì vậy? Ủa sao vậy? Bà tự nhiên chỉ cho tôi vậy, tôi đâu có tham gia đầu tiên. Ủa chỉ Nhất Khanh mà Huy. Nhất Khanh mà. Huy sao vậy? Ảo tưởng, Huy ơi. Đẩy lên luôn, đẩy lên luôn. Chơi trước thì Nhất Khanh. Ok, Nhất Khanh chơi trước. Mà anh để ý không, chương trình của mình á là mấy bạn nam tới đây là đẩy mấy bạn nữ ra thi trước không à. Và đặc biệt là luôn luôn có hai nam nha. Xong đẩy giữa ra thi trước luôn á, một nữ luôn á. Thật ra là đội Tuổi Hồng Thơ Ngây chưa có chuẩn bị một cái chiến thuật gì hết. Mà đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Là ở trong đội này có một bạn nữ thì bạn nữ đó sẽ là người thi đầu tiên. Đơn giản như vậy. Ôi trời, hay quá. Nghe có vẻ rất là sâu sắc. Nghe có vẻ rất là sâu sắc và triết lý. Emma ra thi. Rồi, không sao Emma. Rồi, ok. Chơi luôn. Dạ, ok, chơi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những thử thách mà ngày hôm nay chương trình dành cho các bạn sẽ là gì nha. Xin mời. Chúng ta sẽ có 5 thử thách mới trong tuần này như sau. Hỏi nhanh, đáp nhanh. Đại hội vũ đạo. Chú ông chăm chỉ. Mò cua bắt ốc. Và Sam. Cú chạm bất ngờ. Nghe tên là thấy hấp dẫn rồi đúng không? Emma, bạn thích thử thách nào? Em thích thử thách đại hội vũ đạo ạ. À. Wow. Tại vì hồi xưa trong nhóm là Emma nhảy đẹp lắm. Trời. Ok. Tôi biết. Được rồi. Khỏi tôi biết bạn nhảy đẹp, nhưng vấn đề là cái đó là cái sở thích bạn chọn thôi. Còn bạn phải bấm cái nút đó, bạn phải quay được vô cái ô đó. Ủa vậy họ gì hỏi em làm chi? Họ để biết sở trường của bạn là gì. Ơi, thật là. Hỏi em đó nha. 3, 2, 1. Hey. Cú chạm bất ngờ. Và vòng xoay của chúng ta đang di chuyển thông qua những thử thách của chương trình. Và dừng lại ở thử thách là... Đại hội vũ đạo. Hay quá vậy. Trời ơi. Hay quá. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Mới vừa nói đại hội vũ đạo. Vô trúng cái đại hội vũ đạo. Ê, cái này là may mắn đó nha. Ôi. 100 triệu. Anh lo cho ai? Anh lo cho mấy bạn bên này. Nhưng không sao. Sao? Bạn hãy lựa chọn đối thủ. Chắc là em sẽ chọn số ở giữa, số 3.
Xin mời vị trí số 3. Trời ơi, qua đây em. Em à, dạ. Em à. Ê, nó nghe nè, hôm nay tự nhiên giống như mặc đồ đôi á trời. Ủa, alo. Chết rồi, dạ. Chào chị. Trời ơi. Hai bạn à, có đang độc thân không? Độc thân ạ. À. Dạ, con độc thân chị. Ê, ơi. Không có chuyện tìm bạn Quốc Vương nha. Dạ, em xin được chào anh MC Minh Sô. Chào chị Sam dễ thương. Cũng như chào các anh chị của đội Thủy Hồng Thơ Ngay. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Thân Thân. Và hiện tại em là một người dẫn chương trình và hoạt động trong lĩnh vực thu âm và lồng tiếng. Wow, hãy nghe cái giọng đẹp quá. Giọng đẹp. Ví dụ mà gặp ai tên Huyền cái là thành thân liền. Dạ, ví dụ như gặp chị em Mai Nhất Khanh chẳng hạn. Ủa, em mắc cỡ quá chị ơi. Ê, em ơi, coi chừng là người ta chiến thuật. Dạ. Hôm nay là chương trình thi đấu đối kháng. Dạ. Người ta chiến thuật đó, em đừng có... Dạ. Anh hỏi nè. Dạ. Thường thì em làm công tác lồng tiếng là ở đâu và em hoạt động bao nhiêu lâu rồi? Em chỉ mới bén duyên với công việc lồng tiếng chắc cũng khoảng hơn một năm. Và thường là em sẽ làm voice ớt, thuyết minh hoặc là thu TVC. Em có chuẩn bị một cái đoạn giới thiệu về chương trình của mình. Ok. Dạ. Biết đâu, cứ giữ đi. Dạ rồi. Lôi cuốn, hấp dẫn, đầy năng lượng. Đối thủ bí ẩn phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 cùng sự dẫn dắt duyên dáng của MC Minh Sô và Sam. Hay quá, hay quá. Bút bé thu phôi ớt liền. Anh ơi, nói nghe là từ số sau là thấy cái mặt anh trên chương trình thôi, nhưng mà cái tiếng là cái tiếng của bé. Vậy cắt con bé liền. Cắt bé liền. Rồi, bây giờ mình nói gì với nhau một câu thách thức trước khi mình thi đấu. Em à, chiến đi. Chiến. Dạ. Chuẩn bị để thua đi. Nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách đại hội vũ đạo. Quay trở lại với đối thủ bí ẩn. Đây sẽ là thử thách đầu tiên của ngày hôm nay với tên gọi là Đại hội vũ đạo. Và chúng tôi sẽ có thử thách dành cho hai thành viên như sau. Đại hội vũ đạo. Người chơi sẽ được xem 10 điều nhảy do bạn vũ công thể hiện. Ai bấm chuông nhanh hơn thì giành quyền trả lời điều nhảy đó nằm trong bài hát nào. Sau 10 điều nhảy, ai có câu trả lời đúng nhiều hơn là chiến thắng. Chương trình chắc chắn rồi sẽ có vũ đạo để thách đố các bạn. Nhưng những động tác vũ đạo này sẽ được thách thức bởi một nhân vật rất là đặc biệt của chương trình. Xin được giới thiệu vũ công Kim Tài. Trời ơi, xin được thông báo với các bạn, đây chàng trai này là chàng trai vàng trong làng popping. Bây giờ sẵn sàng nha. Yeah. Lo cho em tôi quá. Em á. Nhất khăn. Rồi. Và bây giờ sẽ là vũ điệu đầu tiên. Xin mời. Không có nhạc cho các bạn nghe, nghe đâu. Nghe nhạc mà biết bài gì rồi. Ê. Gangnam Style. Yeah. Nhạc lên. Oppa Gangnam Style. Yeah. Hey. Rồi. Đúng quá. Dễ không? Dễ. Vậy dễ không? Nói chung là chương trình này phải nhanh và phải tinh mắt nha. Nhưng mà chị tin em à. Dạ. Tại vì em là một người hoạt động rất là sôi nổi trên một nền tảng mạng xã hội mà chị thấy em nhảy và cover rất là nhiều điệu nhảy. Không sao, em làm được. Và điệu nhảy thứ hai, xin mời. Bắt đầu. Em à. Hình như là bài, đây là bài của Eric thì phải. Em không sai, chúng ta sai. Bài gì? Em không sai, chúng ta sai à? Em không sai, đó. Chúng ta sai. Chính xác. Yeah. Bảo vệ người ấy cũng không xong. Nó làm người yêu khóc không. Trời đời nơi đấy đã tiêu không. Anh hay biết quá. Là yes. Trời ơi, dễ đúng không? Rồi, một đều. Rồi, gây cấm quá mọi người. Hay quá, con gái ơi. Và đây sẽ là vũ điệu tiếp theo. Một bài hát
Lâu quá lâu. Cực kỳ nổi tiếng ở một cái khoảng thời gian trước rồi. Kinh điển. Đúng rồi. Vũ điệu bắt đầu. Bài này hay lắm. I want nobody, nobody but you. Yeah. Nobody của nhóm Wonder Girls à. Yeah. Nobody, nobody but you. Chính xác. Hay quá. Hey. Hay quá. Hay quá. Quá xuất sắc luôn. Hay à, chị tự tin về em gái chị nha. Thân, Thân ơi, bây giờ anh nghĩ là tại vì cái này nó quá dễ đúng không? Chỉ cần bấm chuông lẹ thôi là chắc chắn sẽ biết nha. Dạ. Cơ hội dành cho Thân gỡ điểm. Vũ điệu tiếp nối bắt đầu. Mời Thân. Sáng mắt chưa? Chết. Chết. Hay quá, hai điều. Yeah. Trời ơi. Quá à. Hay quá, hay quá. Và bây giờ sẽ là vũ điệu tiếp theo nha. Xin mời. Hay quá trời ơi. Một bài hát cực kỳ nổi tiếng trên thế giới. Hey. Let's kill this love. Yeah. Yeah, 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 yeah. Thương quá. Yeah, 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 yeah. 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 Quá hay luôn. Chúc mừng em à, đã có thêm một điểm nữa. Hiện nay 3-2. Anh ơi, anh thấy là tỷ số luôn rượt đuổi nhau không? Rượt đuổi. Giống như Hải này rượt đuổi trong tình yêu. Ủa gì vậy? Lại đó. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Rồi, bình tĩnh lại. Xin mời vũ điệu tiếp theo. Mời. Oh. Bom 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 bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Bài hát tên gì? Bài hát tên là Bom bom bang bang. Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Bom 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 bang bang chưa ăn cơm hộp chưa hoa nhà người. Dễ ha. Dễ thiệt luôn. Ba rồi. Ba mình sẽ mừng quá vậy. Giờ em run thôi. Hai đứa, cho hỏi nha. Dạ. Có nhường nhịn nhau không? Dạ không. Dạ em, không, dạ không. Không, không. Chứ không mà nhường. Sao một người đúng một người nhường, không có người đúng một người nhường là sao? Hay vậy? Số phận bắt tụi em rượt đuổi như vậy đó. Tôi xin thông báo bài này không phải ai cũng biết. Đó, một bài hát khó. Phải có thách thức chứ, đúng không? Xin mời vũ điệu. Xin mời vũ điệu tiếp theo. Mời em à. Vừa rồi chính là ca khúc PPAP. Yeah. PPAP. PPAP. I have a pen. I have an apple. Thôi đi. Thôi đi. Đi vô. I have a điểm tặng cho em mà. Yeah. Hay quá. Dễ thương quá. Hay nha em, hay nha, công nhận thử thách này em quá giỏi. Vũ điệu tiếp theo xin mời. Trời ơi. Này dễ quá luôn á, ai nhanh ai lẹ thôi. Không, khó. Vũ điệu cồng chiêng. Vũ điệu cồng chiêng là một đáp án chưa chính xác. Dạ, đây là cái nhà ca khúc Ngày Mai ạ. Hay quá. Hay quá. Ôi, tiếc quá anh. Cái này là đúng thiệt, nếu anh á, anh cũng trả lời là vũ điệu cồng chiêng. Đúng, em cũng bị liệu luôn. Tại vì mình nhớ nó quen thuộc quá. Nó quá quen thuộc là vũ điệu cồng chiêng rồi. Nhưng mà Tóc Tiên đã hát bài này với tên gọi là Ngày mai. Trời ơi. Ồ, có sự chênh lệch. Sự chênh lệch luôn. 5, 4,
chúng ta sẽ còn hai bài. Nếu như bài hát tiếp theo Emma thắng nữa thì là chúng ta sẽ dừng cuộc chơi luôn. Còn nếu bài sau em đúng thì chúng ta sẽ có cơ hội lọt vào vòng ha. Ok. Ôi ôi, hấp dẫn. Vũ điệu tiếp theo. Mời thân. Dừng dừng dừng, không nhảy nữa. Dừng. Mời thân. Dạ em bấm cho vui á. Không, nó dễ thương lắm, nó quen lắm. Em sẽ có 5 giây. Em đoán là bài 5. Jody Poly. Jody Poly là một đáp án chưa chính xác. Em ăn. Trời. Baby Shark à? Baby Shark. Hèn chi nhạc dạo dài. Rồi, cái điệu gì kỹ vậy? Lên, lên, hay quá. Ơi, ơi, tôi hát đúng luôn kìa, em hát đúng luôn á. Bài đó ai cũng thuộc hết em. Cho đi học từ lớp mầm, học lớp mầm mới biết mấy cái bài hát này. Hay. Phải nói là cuộc đấu của chúng ta rất là ngang tài ngang sức. Trải qua 9 câu hỏi thách đố đến từ Kim Tài thì Emma của chúng ta đã trả lời đúng được 6 đáp án. Yeah. Yeah. Chúc mừng, chúc mừng. Chắc chắn nó thuộc về đội khách mời ngày hôm nay. Chúc mừng cho Emma. Yeah. Tài ơi, qua đây với anh. Một tràng pháo tay cho Kim Tài. Cảm ơn Tài ngày hôm nay đã đến hỗ trợ cho chương trình Đối thủ bí ẩn. Và hy vọng bạn sẽ thành công trong tương lai nhiều hơn nữa nha. Bye Tài, cảm ơn em. Thank you. Hẹn gặp lại. Và quay trở về với cặp đối thủ này. Hân, nói gì với chị Emma không? Ngày hôm nay thì chị Emma Nhất Hân thì rất là xuất sắc. Chúc mừng chị. Nhưng mà ngày hôm nay là Thân cũng rất là xuất sắc. Tại vì mặc dù vũ đạo không phải là thế mạnh của em, nhưng mà lúc nãy là em cũng đuổi sát chị quá trời, cho nên là rất là đỉnh nha. Respect. Mà phải công nhận một điều là Emma là ngày hôm nay là chiến thắng rất là... Em là tâm phục khẩu phục, thuyết phục luôn. Tại vì bình thường là nó chiến thắng em không có thuyết phục. Tại bình thường nó là do hên thôi. Mà ngày hôm nay là chị tệ quá, chị tệ với em. Ngày hôm nay năng lực thực sự, em rất là bất ngờ. Rồi bây giờ mình mở ra nè Emma. Hồi hộp á. Khúc này của hồi hộp. Ủa tiền người ta mà em hồi hộp. Không, em hồi hộp giùm chị. Từ từ chị. Số tiền khá lớn á chị. Lớn lắm. Bé nó nôn. Chịu rồi. 5 số 0 rồi. Ủa, hàng triệu rồi. Hàng triệu rồi. Bao nhiêu vậy? Không. Không. Là thua có 10 triệu thôi đó. Đúng rồi. Xuất sắc. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với thử thách tiếp theo. Chào mừng quý vị quay trở lại với đối thủ bí ẩn. Một lần nữa thì xin chúc mừng đội của chúng ta đã giành được chiến thắng đầu tiên ở trong thử thách đầu tiên, vô cùng xuất sắc. Và hy vọng là với thử thách tiếp theo này thì chúng ta sẽ tiếp tục đà đi lên, thắng luôn, đi vào vòng trong luôn nha. Dạ. Trong phần này thì các bạn sẽ cử thành viên nào ra thi đây? Là một người anh lớn trong nhóm thì không thể nào mà bước tiếp, không thể nào mà bước tiếp ở vòng thi thứ hai được. Kỳ vậy? Kỳ vậy? Ê, mấy cái lập luận không, nhưng mà anh nói ra có vẻ rất là sâu sắc nha. Đứng cuối để có gì, lỡ như mà Otis có thắng luôn á thì mình sẽ cố gắng để mình thắng luôn. Còn lỡ như mà Otis mà không may mà thua á thì mình phải cố gắng hơn nữa. Hay quá, hiểu không? Cái gì mà nó không được trơn á. Thôi lỡ đậy rồi, Otis nhận không em? Dạ em nhận. Nhận. Okay. Chứ chúng ta sẽ cùng xem những thử thách còn lại nha. Xin mời. Hỏi nhanh đáp nhanh. Chú ong chăm chỉ, một cua bắt ốc và cú chạm bất ngờ. Otis thích cái nào? Em thích một cua. Thường thường là đi câu cá, nhưng mà không biết sao mỗi lần mà em quăng cần câu xuống á thì câu lên toàn cua thôi. Ý là mình có duyên với lại cua.
biết hãy nhấn chuông lựa chọn thử nha. 3 cố lên, cố lên, cố lên. 1 Hy vọng nha. Và đó là hồi nãy em Ma đã cầu được thấy rồi. Trời ơi, sao mà thần kỳ quá vậy? Tính ra cái đội này hôm nay hên nha. Em lựa luôn. Ô tiếp. Thứ 4 đi. Thứ 4 à? Thì em. Thôi nghe anh lớn đi. Lựa anh con gái đi. Phải nghe, anh lớn nói là không có được cãi. Ok. Để có gì thua thì đổ thừa cho anh. Ừ, đúng rồi. Thôi không được vậy nha. Em sẽ chọn số 4 để có gì em đổi thừa. Rồi. Ô số 4. Chết rồi. Sợ quá. Qua đây. Ô tiếp xúc. Sao em nhìn anh này trán cao thông minh quá. Chết em rồi. À, xin chào mọi người. Em tên là Lương Chí Diễn. À, nghề danh của em là Diễn Dealer. Em thường làm những nội dung trên các nền tảng xã hội về hài. Trước khi mà đến với thử thách á, thì bây giờ mời hai đối thủ của chúng ta thách thức. Anh còn gì hối hận không? Anh có rất là nhiều điều để hối hận. Điều hối hận nhất là? Điều hối hận nhất là thôi để em có nói điều hối trước hận đi nha. Ừ. Em hối hận vì em đã đến đây mà khiến cho anh thua. À. Để xem ngày hôm nay thử thách của chương trình có làm khó hai bạn hay không. Và bây giờ hãy cùng đến với Mò cua bắt ốc. Xin mời. Mò cua bắt ốc. Người chơi phải tìm trong hồ nước đá những con táng phù hợp với loại ốc vít chương trình đã để sẵn. Sau khi lấy đủ 10 con táng thì phải vặn chúng lại và xếp chồng lên nhau theo hình thẳng đứng. Ai hoàn thành xong trước sẽ là người chiến thắng. Quay trở lại với đối thủ bí ẩn. Đây sẽ là thử thách thứ hai của ngày hôm nay với tên là bò cua bắt ốc. Otis, em nghĩ như thế nào về thử thách này? Em cảm thấy đây là một thử thách khá là lạnh lẽo. Nhưng mà không sao hết. Ngày hôm nay em đến đây để được lạnh lẽo. Wow, lạnh lẽo trong chiến thắng chưa? Người ta không có nói lạnh lẽo mà người ta nói là lạnh nhạt. Nhạt. Rồi, xin mời. Thời gian chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Lấy nhiều con một lúc được. Lấy nhiều con một lúc đi. Lấy nhiều con một lúc được. Cố lên, cố lên. Ôm nhiều lên. Thử hết nha, mỗi một mình thử từng con qua cơ. Không vừa. Không vừa. Ê, đúng rồi, vặn đi. Vừa đó. Vặn đi, vừa đó. Ủa, con về vậy? Thông minh. Cố lên. Rồi. Được chưa? Ok. 8 con. Lấy nhiều lên ô Tích ơi. Lạnh quá. Sao ạ? Sao ạ? Bây giờ một cua lạnh. Diễn ơi, vậy? Diễn ơi, bên kia có 3 con được rồi kìa. À. Rất lạnh, rất lạnh. Cố lên em ơi. Cho nó bằng cái khớp. Đúng rồi. Ok. Hay nha, từ. Chị nghĩ là bây giờ em cứ lựa vô anh. Xong hết đi để mà nó gớt á, lỡ đụng nó đổ đó. Cái con cuối cùng nó sắp bị trượt rồi kìa. Hợp lý quá, bên đây chơi rất là chuyên nghiệp. Bên đây là làm gần xong bước 1 là chúng ta lồng con tán vào trong con ốc. Thấy chưa? Rồi, còn 2 cái nữa, 3 cái. Nghỉ tay xíu. Trời ơi. Cố lên Trường ơi. Ý, sao kỳ vậy, sao rung quá vậy? Bên đây đã hoàn thành xong rồi. Chỉ cần chồng lên thôi. Bên này chỉ cần chồng lên. À, thấy gì chứ khó lắm à mọi người. Khó lắm á. Rất là khó. Khó lắm á. Đúng diễn. Diễn đi diễn. Diễn đi em. Diễn đi. Diễn đi em. À, khó à nha. Tại vì cái tay của bạn đang rất là lạnh. Anh không cần áp lực đâu, tại nó khó thiệt. Đúng rồi, Diễn ơi. Hợp lý, tiếp tục. Phải giữ cái con đó nó yên đã. Bên kia được mấy rồi hả? Quang thông! 3, 2, 1. Yeah. Xong rồi chị. Đừng nhúc nhích. Cảm ơn em nha. Chúc mừng Otis nha. Phải nói là rất là gì? Mừng thục. Chúc mừng gì? Đổ hết rồi kìa. Ủa? Huy phá nát cái tác phẩm của Otis rồi.
Huy nè. Anh này, anh lớn mà. Hồi nãy á là người ta đã lấy hình rồi, bây giờ mọi người nói gì nói đi để tôi trả lại cho. Nói đùa như vậy thôi chứ mà Otis đã hoàn thành xong phần thi của mình, hoàn toàn hợp lý và chúng ta đã đếm 3 giây cuối cùng trước khi tác phẩm này bị Huy phá vỡ. Đúng rồi. Và người chiến thắng thuộc về Otis. Nhưng mà được diễn chơi hôm nay rất là tuyệt vời luôn. Và cái chiến thuật của diễn rất là thông minh. Sao anh? Bạn diễn lấy một lần một nắm lên rồi đúng không? Bạn lựa ra một con ốc mà trùng khớp với cái con ốc này rồi. Sau đó bạn lấy con ốc đó chạy về đây chồng lên những con ốc khác sao cho vừa sai xong lên cùng một lúc luôn là 8 con xong. Ý vậy cái chiến thuật này hay nha, còn em không có chiến thuật gì hết mở hơn. Nhưng mà tiếc cho diễn, ở đây là diễn xài cái tay của mình một lần á, cho nên là nó lạnh. Cho nên là khi mà bạn hoặc bạn lồng vào nhau xong hết rồi nhưng bạn khó khăn trong việc là dùng cái tay cầm cái thước, xong bạn nhích cái con ốc lên xong mà bạn rung gì nè. Rất tiếc cho em chưa may mắn chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng với những chiến thuật chơi rất là tuyệt vời. Như vậy là phong bì phần thưởng này đã thuộc về Otis. Xuống coi số 0. 10 triệu. 10 triệu. Số 0 là sao, là không hết hả? À, không, phải có một cái số đầu chứ. Số 0, từ từ, số 0. Hàng trăm. Ê, có số rồi. Nhưng mà không sao, dù sao đây cũng là một cái phần thưởng nó cũng không, em định nó không nhỏ mà em thấy ngượng quá anh. Cũng không nhỏ lắm, mình có thể sử dụng bao nhiêu mục đích đúng không? Dạ, chẳng hạn như là cái này nãy hồi em có thể đi taxi về nhà được. Đó. Không, em phải chia cho đồng nghiệp của mình nữa. Trà sữa, trà sữa này. Không, chỉ là ba người cùng đi trên một chiếc taxi. Hai. Không, em chơi xong về rồi, em có 200 mà không ai chơi với em nữa đâu. Tao chơi với 9 triệu à. Tụi Biển ơi, cảm xúc của bạn như thế nào khi đến với chương trình Đối thủ bí ẩn? Lâu rồi em cũng không có đối thủ. Nhưng mà lần này thì công nhận là đúng là kiểu như khinh địch đó, nên bị địch đánh. Nếu có cơ hội nữa thì anh Otis tới công chuyện nha em. Dạ, hợp lý. Thì ngày hôm nay những cái cuộc va chạm này cũng hấp dẫn lắm đúng không? Và chúc cho diễn sẽ có thật là nhiều những cái cuộc chạm trán để chúng ta tạo ra nhiều kỳ tích mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Quay trở lại với đối thủ bí ẩn. Đây sẽ là thử thách thứ 3 của ngày hôm nay. Trời ơi, chúc mừng nha. Thắng 2 cái rồi, ngon lành nha. Mặc dù cái chiến thắng đầu tiên nó vang dội với 9 triệu, cái thắng thứ 2 nó hơi... Nó hơi rơi xuống một xíu. Không sao, vẫn là chiến thắng. Huy ơi, lần này mới là gánh nặng nè. Đúng rồi. Tại thắng thì không nói gì, mà thua mới mệt á. Ủa, thua thì mình thi tiếp thôi, đâu có gì phải gánh nặng. Hai đứa em ở sau lưng nó chống mình rồi. Ủa gì kỳ vậy chứ, nãy nó đàn anh gì gánh giác gì cho hai đứa em. Nó nghe ngon lắm. Anh Huy ơi. Không, nói chứ vậy Huy sẽ thắng. Ở giờ chơi này Huy sẽ thắng. Cho Huy bấm luôn đi. Khoan, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những thử thách còn lại trước nha. Xin mời. Chúng ta sẽ còn hỏi nhanh đáp nhanh. Chú ông chăm chỉ. Cú chào bất ngờ. Sao thích mời cái nào nè? Dạng sự tùy duyên. Xin okay. Mời 3, 2, 1. Huy đã bấm. Vòng xoay thử thách đang di chuyển. Coi như là cái nào cũng được đúng không? Và sẽ dừng lại ở chú. Khoan. Chị ông no. Chị bay. Chị bay đâu rồi chị? Rồi chị về tổ nha. Và chúng ta sẽ lựa đối thủ của mình. 1, 2 hay 5. Huy sẽ chọn số 1, 2 hay là 5. Là số nào? Em đang suy nghĩ. Số 2. Chốt chưa? Chốt không chưa? Bây giờ tôi đợi chốt à. Chốt. Số 2, xin mời vị trí số 2. Đó. Yeah. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Quang Phớt. Hiện tại công việc của em đang là một diễn viên.
Ngày hôm nay em rất là vui khi được tham gia chương trình. Và ngày hôm nay em đến đây với một cái phong thái tự tin, em sẽ là người chiến thắng. Ơi mọi người ơi, em nhìn cái đội hình này á, mọi người có thấy giống em rất là giống nha. Ở đây kia là Nobita nè, Chayen nè, Seiko, Suka. Hôm nay được đối đầu với anh Huy thì em thấy sao? Dạ em cảm thấy không có gì áp lực ạ. Tại vì em cũng đánh giá anh Huy thì nói chung là cũng không có gì để đánh giá. Anh nghe nè, bé dễ quá thương dữ. Quá. Rồi cảm xúc của mình như thế nào khi mà gặp đối thủ ngày hôm nay, người ta đã quá tự tin như vậy? Với một người tự tin như vậy thì mình phải đối thoại với họ như thế nào? Mình không cần nói nhiều, mình sẽ chiến thắng mình họ. Mình sẽ chiến thắng để cho họ tâm phục và khẩu phục. Đưa cái bài thư đây cho anh. Ủa cái gì tự nhiên? Để anh đưa cho chị Sam. Ừ đúng rồi. Hay, hợp lý. Nào vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách chú ông chăm chỉ. Chú ông chăm chỉ. Người chơi phải làm bể bong bóng bằng đào cụ có đầu nhọn đeo ở hông. Trong thời gian 3 phút, ai làm bể nhiều bong bóng hơn sẽ là người chiến thắng. Chúng ta hãy cố gắng lên nhé. Chị ống no 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 no. Bao dáng ạ. Chị bay đi đâu đi đâu. Dễ thương quá à. Quá đáng yêu luôn. Anh Huy dễ thương ghê luôn. Quang ơi. Sao anh? Chị em mình đi lấy mập thôi. Và bây giờ thời gian bắt đầu. Thử thử cái thôi. Nguy hiểm quá đây. Hay quá. Trời ơi, anh Huy điệu ghệ ghê luôn á. Cái gì kiếm mong anh Huy chỉ cần quen ngoại quen. Hay quá Huy ơi. Hay quá. Ôi trời ơi em ơi sợ. Hey. Chưa có một cái thử thách nào hey. Em với anh mà núp như vậy. Si. Huy ơi. Hey. Huy ơi mình có thể dịnh cái này. Hey. Si. Wow. Wow. Hay quá. Chen cố lên. Cố lên. Chen. Chen lên cố lên. Seiko. Đúng rồi Huy ơi. Đúng rồi. Hey, hay á, hay á. Trời ơi. Bé mình này điêu liệu quá kìa. Bé đi cái kiểu rồi. Bé đi cái kiểu rồi. Hay quá, bé hay quá ta. Coi chừng rớt luôn cái kim. Cố lên, cố lên, phát ơi, phát ơi. Hay. Tiếp đi, tiếp đi. Nope, nope. Ê, đừng có qua bên đây nha, để tôi gắn lại cái này cả nha. Nope. Chúng ta còn 45 giây, cố lên phát ơi. Hay quá Huy ơi, mở bây giờ. Huy, tên Huy chỉ còn 4 quả bóng thôi, 4 quả bóng thôi. Trời ơi. Hay, xong rồi Huy qua tiếp nào. Ê, tính ra Huy hay quá trời ta. Ồ. Hay, hay thật sự luôn. Cố lên. Phớ rồi, cố lên em ơi. Tối nay về không ngủ được. Thời gian đã hết rồi. Trời ơi. Vỗ tay cho Trần Anh Huy. Chú ông. Chú ông kiệt sức rồi. Chú ông kiệt sức. Kiệt sức rồi. Bình thường là chúng ta hát chị ông no 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 no, chị bay đi đâu. Nhưng sau khi chú ông đã làm việc rất mệt mỏi thì chị ông no 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 no. Hay quá ông trai. Chơi à, chắc đã cứng cái bụng ha. Theo như em tìm hiểu thì khả năng là em vào đúng nhân vật. Em hóa thân em thành một chú ong. Mà chú ong bị béo quá. Nope. Em là... Nhưng mà chị thấy rằng chú ong có những cái điệu nhảy rất là dễ thương. Chị nhảy không nha, thật sự đúng. Đúng là hôm nay sẽ có rất là nhiều cái dáng mà dễ cưng của hai chú ong này lắm. Vậy hả? Hồi nãy em có cái dáng à? Trời ơi, khoan nghe anh nè. Hồi nãy lúc đầu mình có bàn là mình về mình bị thoát gì đi đêm đúng không? Em thấy bắt đầu ê ê. Bắt đầu ê ê. Bắt đầu ê ê. Bắt đầu ê đúng không? Nhưng nhận tiền thưởng không biết có ê không ta. Ê. Rồi, hôm nay với 3 phút hai chú ông của chúng ta làm việc vô cùng chăm chỉ. Và trên sân khấu này số lượng bóng bể nhiều hơn thuộc về Trần Anh Huy. Chúc mừng. Xin mời phần thưởng cả nhà ơi.
Về đây với Mỹ nào. Sau khi Mỹ đi hút mật đúng không ạ? Thì bây giờ sẽ có được một hũ mật no nê là bao nhiêu tiền đây? Ấy! 50.000 đồng! Chị ông vất vả quá. Chị ông no. Không chịu đâu. Trời ơi, tức quá trời rồi. Bến ơi. Dạ. Ngày hôm nay mình đến với chương trình thì cảm xúc của bạn như thế nào? Dạ, lúc mới tới chương trình thì em rất là vui, rất là sung sướng. Nhưng mà sau khi chơi xong thì cảm xúc của em bị cay. Vì sao cay? Thua cay. Cảm ơn Phước ngày hôm nay đến với chương trình, là mong em sẽ có thật nhiều vai diễn để đời ha, dành cho cái sự nghiệp của em. Và hẹn gặp lại em với những sân khấu khác. Cảm ơn em. Cảm ơn em nha. Music. Chào mừng quý vị quay trở lại với đối thủ bí ẩn. Và một tin vui dành cho các bạn đó chính là trải qua 3 thử thách chúng ta đều chiến thắng. Do đó các bạn sẽ nhận được tấm vé vào vòng đặc biệt. Yeah. Và trước khi vào vòng đặc biệt ấy, thì chúng ta còn 2 đối thủ bí ẩn chưa xuất hiện nữa. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các bạn ấy nha. Xin mời. Trời ơi, ai cũng xinh xắn hết, mời em vào đây. Hôm nay là chúng ta có 3 chàng trai và 2 cô gái. Mà mọi người chọn mấy chàng trai không luôn. Không biết là hai bạn có phải là bạn với nhau không? Bạn mình có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Xin mời. Dạ, em đây là Nguyễn Khánh Linh ạ. Em 16 tuổi ạ. Em đến từ Hải Phòng và hiện tại em đang sinh sống học tập tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và em đang theo đuổi dòng nhạc Bolero ạ. Wow, bé Linh. 16 tuổi. Ôi, vậy tính ra là bé Linh là em hơn. Bé Linh là gần 20 tuổi. Sam. Quá vậy, làm gì tới? Đúng rồi, bé Sam già lắm rồi. Ôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Còn em kế bên thì sao? Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Phạm Quỳnh Như. Em là ca sĩ, cũng là chuyên bolero ạ. Wow. Dòng nhạc bolero gặp nhau, hèn chi là hai bạn ấy có cái nét đầm thắm và nhẹ nhàng cũng như là nữ tính giống nhau. Nhiều khi nó nhẹ quá em, nhiều khi nó nhẹ quá cái năng lượng bên trong nó nhẹ, nó trì lại lúc đó. Không ai chọn hết trơn. Tiếc ha. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ cùng khám phá xem trong hai phong bì mà Như và Linh đang nắm giữ sẽ là bao nhiêu nha. Đầu tiên xin mời bé Linh. Rồi. Ui, Linh 10 triệu. 10 không? Rồi. 5. 5 số 0 rồi. 6 số 0. Wow. 3, từ từ em, từ từ em. 3. 3 triệu đồng. 3 triệu đồng. Để em nha. Có ai tiếc không nha? Trời, hồi hộp quá, hồi hộp quá. Có ai tiếc không nha, khi không kêu em nha. Tiếc ghê á. Biết hồi nãy anh chọn em rồi. Rồi. Triệu luôn rồi, triệu luôn rồi. Mà bao nhiêu triệu? Một, đây? 1, 2, 3 7 triệu đồng. Chào quá. Hồi nãy nếu mà mình lấy cũng tiếc nha. Mình lấy thêm 3 triệu nữa rồi mình lấy 7 triệu nữa là tới 19 triệu lận. 19 triệu mà thua vòng đặc biệt cũng vậy. Còn bây giờ mình lấy 9 triệu nhưng mình thắng vòng đặc biệt. Mình nhân 3, nhân 5 là ok hơn. Cái gì nó không được luôn á. Vậy 19 triệu cũng nhân được lên vậy. Không, nhưng mà chơi nhiều khi mình nhiều tiền quá mình bị áp lực. Mình suy nghĩ, còn bây giờ mình không có sợ. Mình có 9 triệu mấy mình chơi tới luôn. Ok. Chúng ta sẽ dành một lời chào tạm biệt tụi em ngày hôm nay ở đây. Và chúc mừng cho đội chủ nhà. Chúng ta sẽ đến với vòng đặc biệt của chương trình. Rồi. Vòng đặc biệt. Trên bàn sẽ có các rổ banh được đánh số từ 1 đến 9. Người chơi sẽ tính toán để lấy các trái banh, sao cho tổng các chữ số trên banh phù hợp với điều kiện chương trình đưa ra. Nếu các bạn hoàn thành thử thách từ 45 giây trở xuống, các bạn sẽ được nhân 5 tiền cược. Nếu từ 46 đến 60 giây, các bạn sẽ được nhân 3. Nếu từ 61 đến 75 giây, các bạn sẽ được nhân 2 số tiền cược. Nếu trên 75 giây hoặc thực hiện thử thách thất bại thì các bạn sẽ mất trắng số tiền đã cược. Chào mừng quý vị quay
lại với đối thủ bí ẩn. Và đây là vòng mà tất cả quý vị khán giả rất mong chờ. Đó chính là vòng đặc biệt. Hiện tại các bạn đang có 9.250.000 đồng. Các bạn mong muốn đặt cược bao nhiêu tiền hiện tại ạ? Nè, về cái khoản tính toán là anh là không có sợ rồi. Thì thôi tầm 6 triệu thôi. Còn lại 3 triệu thì ba anh em mình tự chia. 6 triệu 2, 5 triệu chốt. Ok. 6 triệu 2. Cho nó mất cái lẻ đi đúng không? Ok ok. Ủa em? Đi chơi mà tính là mình thua không vậy? Ok. Vậy thì bây giờ xin mời các bạn hãy lắng nghe con số mà chương trình quy định nha. 234 cùng với lại yêu cầu phải có 10 con số 3 và 1 con số 5. Thời gian bắt đầu. 190. Lẽ lẽ lẽ. 190. Lấy 11 con số 9, 11 con số 9, 11 con số 9. Em đi lấy yêu cầu đi, 10 con 10 con. 10 con số 3. Đúng rồi, đúng rồi. Em lấy cái rổ đi được. 10 con số 3. Em lấy đi. 10 con số 3, 10 con số 3 đúng rồi. Rổ bỏ vô. Đi đi, chạy chạy. Nhanh lên, thời gian đang trôi. Mười mấy giây rồi. Dưới 45 giây. 10 con số 3 và 1 con số 5 nha. Bao nhiêu vậy? Lấy đồ ra. 21 con số 5. 38. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Muốn dừng, chị là các bạn muốn dừng nói nha. Rồi, 21 con số 5 đủ chưa? Lẹ lẹ lẹ. Dừng, dừng, dừng. Sao rồi, dừng, dừng. Từ từ, đủ chưa? Đủ rồi, đúng rồi. Từ từ. Mấy con số 9 rồi? 11 con số 11 rớt con mới đủ. Lấy lại. Phải không? Phải không? Ủa, lượm lại rớt cái kìa. À rớt hả? À rớt. Rồi. Rồi, đủ rồi, đúng rồi. Hiện tại thì các bạn đang dừng lại ở số giây là 55 giây. Nó cũng nằm trong cái khoảng là nhân 3. Nếu như các bạn chính xác, bây giờ chúng tôi xin được thông báo với ban tổ chức để làm phép tính cộng cho chính xác ha. Hiện tại các bạn đang lấy về 2, 4, 6, 8, 10 con số 3. Đúng quy định. 11 con số 9. 21 con số 5. Đó là tổng số của đội Tuổi Hồng Thơ Ngây. Chúng tôi xin trân trọng thông báo với các bạn, với những quả banh mà các bạn đã mang về thì kết quả của mình, tổng số mà chúng ta cộng lại, rất tiếc, rất tiếc đã đúng là 234. Xin chúc mừng các bạn. Cho chương trình đã phải nhân 3 lần số tiền các bạn đạt được ngày hôm nay. Lúa chín cúi đầu. 6.250 nhân 3 sẽ là 18.750.000 đồng. Cộng với 3 triệu các bạn còn dư lại nữa. Oh. Đó chính là 21.750.000 đồng. Oh. Wow. Các bạn thấy như thế nào nè? Em cảm thấy rất là vui sướng, tại vì bình thường đi chơi toàn thua thôi, nhưng đúng mà hôm nay mang một cái số tiền cũng khá là lớn. Còn em thấy như thế nào? Hôm nay là điều đặc biệt, đó chính là em đã cảm giác như là đây là cái game show mà kiểu chơi thắng mà kiểu may mắn nhất từ trước đến giờ. Lần đầu tiên em hả? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Chứ mà khi em tham gia game show em su lắm. Nhưng hôm nay là em thấy là kiểu em rất là hên luôn á, với lại là 21 triệu nhiều nha, ăn được biết bao nhiêu bữa luôn, cảm thấy rất là vui. Cả anh Huy làm sao? Ok, anh Huy thì cảm thấy thật sự nha, chia sẻ là ngày hôm nay Huy chơi cái trò chơi này, cái game này Huy cảm thấy rất là vui, phải nói là vui lắm. Tại lâu lắm mà không có đi chơi game show mà có một cái thật sự chia sẻ luôn là em không có cái tinh thần em vui được nhiều như vậy. Em có thể là em sẽ rất là thoải mái, nhưng mà ngày hôm nay thật sự em vui từ đầu luôn. Hồi nãy mà em bốc ra 200 ngàn là ổng rồi, nghỉ chơi em luôn á anh. Rồi. Xong cuối cùng ổng có 50 ngàn. 50. Nói rồi. Người hôm trước hôm sau người cười đó. Nhưng mà ngày hôm nay nè, tiếng cười sẽ vang lên khi mà chương trình gửi tặng cho các bạn những chiếc kỷ niệm chương mang về nhìn vào và nhớ đến chương trình cũng như là nhớ đến ngày hôm nay nha. Hay quá, xin mời. Cảm ơn chị nha. Em cảm ơn à. Trời ơi. Quá xứng đáng được chúc mừng Tuổi Hồng Thơ Ngây. Phát sóng của chương trình chúng ta đó chính là vào 20:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Đối Thủ Bí Ẩn do Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Finhouse thực hiện. Và ngày hôm nay Minh Dù và Sam xin được cảm ơn các nghệ sĩ khách mời. Chúng ta phải hẹn tất cả quý vị khán giả vào tập phát sóng tuần sau. Xin chào.